Uh, xin chào mọi người uh, giới thiệu với mọi người một bộ ấm trà dáng quả hồng uh, men uh, xanh trắng dòng Hỏa Biến nhé được làm bởi nghệ nhân Tung Áp bát Tràng Việt Nam. Đây một bộ như thế này sẽ bao gồm này, một ấm này, 6 chiếc chén và 7 chiếc đĩa lót và một bộ phụ kiện 4 món, vũ trà này, cốc tống này, ống tăm và gà tàn. Và mọi người có thể mua một bộ một chén một đồng 6 chén 7 đĩa cũng được mà mua kèm phụ kiện cũng được hoặc là mua một bộ ống chén kèm một cái hộp trà hay là mua lẻ bất kỳ một cái phụ kiện gì đều được hết nhé thì đây là cái mã của bộ ống chén này đây số điện thoại này thì giao tận nơi toàn quốc nhé nhận hàng kiểm tra đúng mẫu nguyên vẹn không sứt mẻ thì mới nhận hàng cái dòng hỏa biến này thì như chúng ta nhìn thấy cái men của nó sẽ rất là bóng cái dòng hỏa biến này men của nó cực kỳ bóng này bóng trong và sâu rất là dày dặn và độ bền của nó cực cao ở bên trong đây cũng phủ men cái dòng hỏa biến này thì khi mà chúng ta sử dụng ấy không sợ bám cặn trà đâu vệ sinh cực kỳ đơn giản đây nhá. cái giá 1 triệu 2 này là chỉ bao gồm một ấm 6 chén 7 đĩa chưa có cái bộ phụ kiện bốn món nhé đây là gì đấy này hàng của nghệ nhân tô ngát thì sẽ có cái chuyện logo là hình ảnh bông hoa sen sẽ có chuyện logo hình ảnh là bông hoa sen Thật ra thì ở bát tràng có rất nhiều đơn vị họ sản xuất ấm chén ví dụ như cùng dáng cùng mẫu cái men thì na ná nhau thôi nhưng mà để về chất lượng thì nó sẽ khác nhau về chất lượng nó sẽ khác ví dụ như của cô ngát thì cái sản phẩm của cô ấy nó cực kỳ bóng sâu và trong bởi vì cái nhiệt độ nung rất là cao nhé cái ấm này của nó dung tích là 400 ml này nắp rất là khít nhé hàng của nghệ nhân này được làm rất là chỉn chu đây là chiếc đĩa lót này đĩa lót đĩa lót của ấm đĩa lót vuông vênh nhé thì cái đặc biệt của cái dòng hỏa biến đó chính là cái màu sắc của nó có thể nó sẽ khác nhau ví dụ cùng là một bộ ấm chèn đấy nhưng cái đĩa này mọi người nhìn này cái màu sắc của đĩa nó có thể nó không giống nhau nhé đấy cái độ loang lồ xanh trắng ấy nó sẽ khác nhau đây cái độ bóng thì sản phẩm của cô ngát thì cực kỳ bóng rồi bóng sâu trong độ hoàn thiện chỉnh chu cũng rất là cao nhé độ hoàn thiện chỉnh chu cũng rất là cao. loại này thì màu bền vĩnh cửu với thời gian, không sợ phai mờ xuống màu trong quá trình sử dụng. Nó sử dụng như thế nào nó sẽ như thế này mãi mãi trường tồn với thời gian. Đĩa lót vuông bên của nó là 9 cm nhé. Đây là chiếc chén này. Chén này miệng chén là 6 này. Thì đáy chén đây, chúng ta cũng nhìn này. Đáy được làm rất là chỉnh chu này, vuông thành sắc cạnh, chân cao, men sâu bóng nhìn này, chúng ta nhìn những cái bóng đèn bên trong nó cực kỳ sâu nhé bên trong lòng hoa này lòng hoa này khi mà chúng ta rót nước trà vào bông hoa nó lấp lánh nhìn rất là hay cái chén thì chúng ta cũng nhìn đây nhá nó cũng sẽ có cái độ khác biệt riêng cái dòng hỏa biến nó không không phải là giống nhau y xì một trăm phần trăm Đó, âm thanh mọi người nghe rất đanh vang và trong tiếng. Đây là cái hũ trà này, hũ đựng trà đây. Đây chúng ta cùng nhìn nhé, cái hũ trà này. Đấy có khi cái màu nó cũng đã cùng một chuyến lò đấy, đây cùng một chuyến lò đấy những cái phụ kiện này có khi màu nó lại hơi đậm đậm hơn một chút. Đây là cái hũ đựng trà đây, bên trong đây. Hũ trà này của nó sẽ đựng được vào khoảng tầm gần hai lạng trà nhé. sản phẩm của nghệ nhân tô ngát thì chuyện logo hết ấm chén đĩa thì nhiều bác thắc mắc là tại sao có những đơn vị họ chỉ chuyện ở như cái ấm thôi mà không chuyện ở những những cái phụ kiện khác thì đây là cái lý do là để tiết kiệm cái cái nguồn cái công sức làm ấy thì cái giá thành sản phẩm nó sẽ rẻ đi hơn nên là giảm giá thành chi phí xuống chuyện nổi hết nhé mọi người cái men của nó dày cực kỳ luôn chúng ta nhìn là cái men nó chảy này men hòa biển này nó cực dày chính vì cái dày này thì nó mới làm lên được cái độ trong sâu nhìn nhìn vào nó sâu thẳm đấy cái cốc tống kia thì chúng ta có thể pha trà xong chúng ta rót trà vào cái cốc tống sau đó rót ra các chén được hoặc là chúng ta để đổ cái cặn trà chúng ta đổ vào cái cốc tống đấy cũng được nhé nó có hai cái chức năng đây là cái ống đựng tăm này đây là cái gạt tàn thuốc này tất cả sản phẩm chúng tôi đều giao tận nơi toàn quốc nhé nhận hàng kiểm tra đúng mẫu nguyên vẹn không xích mẻ thì mọi người mới nhận hàng nên là mọi người yên tâm quảng cáo như thế nào sản phẩm ra sẽ y hệt như vậy cầm cái dòng này nó chắc tay nhé và nó độ bóng cao sờ lên cái sản phẩm này như là chúng ta sờ lên trên kính như thế nào thì sờ lên sản phẩm y như vậy trơn mịn và mượt giờ mình sẽ rót thử nước cho mọi người cùng trải nghiệm thực tế luôn cái bộ ấm trà này khi mà rót nước nó sẽ như thế nào mở cái ấm ra thôi cái âm thanh của nó cũng rất là đanh và vang rồi để chúng ta nghe cái âm thanh nhé mở cái nắp ra này để. nó rất là đanh trong vang tiếng giờ mình sẽ rót thử nước này để cho mọi người nhìn được cái dòng nước mà khi rót ra nó sẽ như thế nào nhé Đây, rót khéo không rơi rớt nước ra vòi đâu nhé, Đấy, chúng ta rót khéo không rơi rớt nước gì cả. cái dáng quả hồng này cũng rất là được nhiều người ưa chuộng vì nhìn cái dáng nó tròn nhỏ nhắn và rót nước nó cũng rất là dòng rất là mạnh. và mọi người có thể xem thêm nhiều những cái mẫu bộ hồng trà khác ở trên kênh nhé, mọi người vào truy cập vào kênh và theo dõi những bộ hồng trà khác. địa chỉ liên hệ mọi người liên hệ qua số điện thoại này. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem hết video này. Xin chào.